nâng mũi tại bệnh viện thẩm mỹ Kang U, chồng khóc thét không dám đi gần vợ. Chăm sóc khách hàng lại nói là chị chưa có cảm thấy là hài lòng. Ở đâu bằng ở đây. Vậy thì vì sao, cái lý do gì mà mình quyết định mình trao gửi niềm tin ở bệnh viện thẩm mỹ Kang U ạ? Tại vì thứ nhất là chị tin tưởng vào bác Cường. Cái thứ hai nữa là chị thấy là bệnh viện thẩm mỹ, cho nên là chị tin tưởng hơn các dịch vụ khác và bạn bè chị giới thiệu chị đó. Khi mình nhìn vào trực diện về cái dáng mũi của chị, cả nhà thì thấy rõ được là cái phần sống mũi của chị hầu như là không có. Và từ cái không có sống mũi như này thì nó sẽ tôn lên được cái đầu mũi của chị rất là to. Và hai lỗ mũi của chị nó hở ra rất là nhiều, nó bị bè sang hai bên này. Chị cũng cảm nhận là khi chị sửa xong rồi chị tự tin hơn, nhìn trẻ hơn, Đúng. Mà nhất là ông xã chị. Ông xã có anh, lời khen sao? Anh chị nói là mẹ sửa xong rồi ha, ba không dám đi gần. Thì mẹ trẻ quá. Thứ nhất đó là chị cái sự tư vấn rất là tận tình, chăm sóc khách hàng, lại nói là chị chưa có cảm thấy là hài lòng ở đâu bằng ở đây. Nếu mà cho đánh giá thì chị sẽ cho 10 sao luôn, chứ không phải là 5 sao. Chị chỉ thích một điều là khi chị trao cái niềm tin cho bác sĩ thì bác sĩ cho là chị cái nét đẹp là chị cảm ơn bệnh viện của mình. Đến Kang U nâng mũi đẹp và tự tin hơn,